Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chăm sóc và duy trì được cái làn da của chúng ta luôn luôn được căng bóng, trắng sáng, mịn màng sau khi đã điều trị thành công từ mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng nha. Thì sau khi đã điều trị mụn, nám, tàn nhang, sẹo rỗ, da thâm sạm từ mỹ phẩm Bạch Hoa Hồng rồi á, thì da các bạn sẽ rất là đẹp, trắng sáng, mịn màng và hồng hào. Và lúc này da của các bạn nó là một cái làn da tái tạo nhưng lại rất là yếu và mỏng. Vì thế chúng ta cần phải bổ sung ngay những cái dưỡng chất để giúp cho cái da của chúng ta khỏe, đẹp và săn chắc. Thì việc chọn một cái mỹ phẩm là phù hợp với một làn da tái tạo rất là quan trọng. Vì các kem dưỡng thông thường trên thị trường á thì nó phù hợp với một làn da bình thường. Mà một làn da bình thường thì nó có thể chứa bụi, nám, tàn nhang hay là những cái độc tố, hay là lớp tế bào chết. Còn cái làn da mà sau khi điều trị Bạch Hoa Hồng á, nó đã hoàn toàn được thanh lọc, được tái tạo, nó giống như là một cái làn da của trẻ em vậy. Vì thế việc chọn các sản phẩm dưỡng phù hợp với hiện tại da thì nó rất là quan trọng. Bây giờ anh xin giới thiệu cái sản phẩm đầu tiên. Giới thiệu cái sản phẩm đầu tiên. Đây, đó là nước dưỡng bạch thiên tầm. Nước dưỡng bạch thiên tầm á, thì nó sẽ giúp phục hồi da sau quá trình bong tróc, giúp da khỏe, tăng tính đàn hồi và dưỡng da. Sản phẩm này rất là quan trọng đối với da dầu và da nhờn nha. Nó sẽ giúp điều tiết lại cái lượng dầu và ngăn ngừa mụn quay lại. Các bạn lưu ý đối với lại làn da bị mụn đó, thì cái nó sẽ luôn luôn có dầu. Làn da dầu và nhờn á, tại vì dầu chính là nguyên nhân gây ra mụn và gây ra lỗ chân lông to. Nên các bạn hãy tập thói quen là rửa mặt thường xuyên bằng sữa rửa mặt và tẩy trang bằng nước dưỡng bạch thiên tầm sau khi tiếp xúc với lại môi trường bẩn. Thì mỗi ngày á, các bạn xịt ra cái miếng bông tẩy trang thế này từ 2 đến 3 lần. Rồi các bạn bôi đều lên khuôn mặt, dùng cái bạch thiên tầm để loại bỏ bụi bẩn và những cái tích tụ, loại bỏ những cái tích tụ bã nhờn ở trên da của chúng ta, rồi loại bỏ vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa mụn rất là tốt. Đồng thời nó còn cân bằng lại độ ẩm. Bạch thiên tầm nó còn có tác dụng là tẩy trang rất là tốt này. Khi mà các bạn đi chơi về, các bạn hãy dùng cái miếng bông còn xịt bạch thiên tầm vô và tẩy trang ngay để các da các bạn luôn luôn được sạch và cung cấp thêm dưỡng chất cho da nha. Cái sản phẩm thứ hai đó là cái kem dưỡng bạch hoa hồng. Cái kem dưỡng bạch hoa hồng này á là nhất là đối với những làn da khô, da bị nám, da tàn nhang hay là da bị đen sạm á, thì cái sản phẩm này rất là quan trọng. Nếu mà các bạn muốn xóa thâm, muốn mờ nám, muốn cho da các bạn là luôn luôn trắng, khỏe, săn chắc, thì cái kem bạch hoa hồng này nó là một cái giải pháp rất là tốt. Các thành phần thì nó phù hợp với lại một cái làn da tái tạo. Các bạn có thể sử dụng kem này thay cho kem lót, kem nền trang điểm, vừa để dưỡng da này, vừa hạn chế được những cái tác động của môi trường, hạn chế được những tác hại của mỹ phẩm trang điểm. Và nó có chỉ số chống nắng SPF là 30 cộng nữa nha. Nên là khi ra nắng nhẹ thì rất là ok. Nó che khuyết điểm, cái màu kem của nó là màu màu vàng da nên là che khuyết điểm rất là tốt. Rồi cái sản phẩm tiếp theo đó là cái mặt nạ bạch cúc hoa. Cái mặt nạ bạch cúc hoa này thì nhằm bổ sung thêm dưỡng chất cho da, giúp da được sạch sâu. Khoảng 3 ngày thì các bạn nên đắp mặt nạ một lần để mà cảm nhận ngay cái làn da sạch bóng và căng mịn. Cái mặt nạ bạch cúc hoa này hút độc tố rất là tốt. Nếu như mà sau một ngày mà các bạn đi chơi á, đi chơi về mà các bạn lo sợ là ánh nắng sẽ làm da các bạn sạm đi, hay là những mỹ phẩm trang điểm cả ngày nó sẽ làm cho da của các bạn dễ bị nổi mụn, thì các bạn sau khi về các bạn hãy rửa mặt sạch sẽ, dùng bạch thiên tầm tẩy trang, sau đó đắp ngay một cái gói mặt nạ này vô. Các bạn sẽ cảm nhận ngay cái làn da của các bạn nó sẽ rất là mát, dịu, sạch và nó rất là thoải mái ha. Thì ngoài ba cái sản phẩm hỗ trợ trong việc chăm sóc da này trên á, thì còn có thêm hai sản phẩm nữa, hỗ trợ thêm trong việc chăm sóc da cũng rất là quan trọng, đó là sữa rửa mặt và kem chống nắng.
Thì do cái nhu cầu á, do cái nhu cầu của khách hàng bên On rất là nhiều, nên là On đã tìm hiểu cái dòng sản phẩm này. Thì cái dòng sản phẩm này á, nó là được chứng nhận đầy đủ của Bộ Y tế và Bộ Công Thương. Nó đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá. Được kiểm nghiệm rất là an toàn và nhẹ dịu, phù hợp với một làn da sau khi đã được tái tạo. Thì có một số khách của anh á, vì tính chất công việc trong quá trình điều trị bạc hoa hồng á, là vẫn kết hợp sử dụng với cái kem chống nắng này, nhưng mà lại không hề ảnh hưởng đến quá trình điều trị mà vẫn có được một kết quả điều trị rất là tốt. Nên là các thành phần của cái dòng sản phẩm này nó rất là phù hợp với bạc hoa hồng, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Cái sản phẩm này anh bán được hơn 2 năm rồi. Đa số khách hàng của anh thì đều điều trị bạc hoa hồng xong là đều dùng thêm hai sản phẩm này để hỗ trợ thêm trong quá trình chăm sóc da nha. Các bạn có thể kiểm tra cái chất lượng của nó. Đây, nó có đến ba cái tem để bảo vệ sản phẩm, xác nhận hàng chính hãng, mã vạch này, tem này. Bạn có thể lên trên mạng tải cái phần mềm check mã vạch về để check, hoặc là các bạn cào cái dãy số này, nó sẽ hiện lên một cái dãy số và gửi gửi tới cái số điện thoại á, để mà xác nhận hàng chính hãng nha. Cái tem điện tử này thì các bạn hoàn toàn yên tâm rồi, hàng nhái không có dễ gì mà có được, cái hàng nhái thì không thể có cái tem điện tử này nha. Đây là sữa rửa mặt này, đây là sữa rửa mặt dành cho da khô và da hỗn hợp, còn đây là sữa rửa mặt dành cho da nhờn và da dầu. Da của anh thì da hỗn hợp thiên dầu, anh đang dùng cái lọ này, anh dùng được cũng phải 5 tháng rưỡi rồi, vẫn còn nặng lắm. Đó, còn cái lọ này anh dùng cả hơn năm rồi, anh dùng cho cả mặt cả người mà giờ vẫn chưa hết nè. Đó, sữa rửa mặt này á, nó có tác dụng á, là làm sạch sâu bụi bẩn, giúp da kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn, hạn chế tình trạng tích tụ bã dầu, bã nhờn, và lúc giúp cho da căng bóng này, trắng sáng, giúp các mô sợi collagen là săn chắc và gắn kết. Còn cái sản phẩm kem chống nắng này thì On thường sử dụng khi mà đi ra nắng á, nó vừa che khuyết điểm vừa dưỡng da và nó vừa chống nắng nữa, nó là ba trong một đó các bạn. Thì có một số bạn, chắc chắn là sẽ có một số bạn thắc mắc là bây giờ phải mua nhiều sản phẩm như thế này thì nó cũng tốn khá nhiều tiền. Nếu như các bạn nào mà không có đủ điều kiện thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm mà phù hợp với da các bạn. Ví dụ như là da khô thì các bạn nên ưu tiên chọn kem dưỡng bạch hoa hồng, bởi vì da khô là một cái làn da dễ bắt nắng, thiếu độ ẩm, thì các bạn nên dùng kem chống nắng và cái kem dưỡng bạch hoa hồng này. Và khi các bạn sử dụng kem này rồi thì các bạn phải nên sử dụng thêm cái sữa rửa mặt để mà làm sạch da. Nếu như các bạn sử dụng kem mà không dùng sữa rửa mặt làm sạch da thì nó không tốt đâu các bạn nha. Còn đối với lại da da nhờn thì các bạn nên ưu tiên sử dụng nước dưỡng mặt thiên tầm và cái sữa rửa mặt và mặt nạ. Đó, các bạn nếu các bạn không có điều kiện thì các bạn chọn những cái loại mà phù hợp với da các bạn hiện tại. Rồi thì ngoài ngoài các sản phẩm chất lượng trên thì các bạn nên tập cho mình những thói quen tốt để mà duy trì được một cái làn da đẹp. Ví dụ như là đầu tiên là các bạn nên thường xuyên vệ sinh mặt sạch sẽ, dùng bạch thiên dùng nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Cái thứ hai là các bạn không nên thức khuya. Rồi cái thứ ba là các bạn nên tập cho mình một cái thói bỏ cho mình một cái thói quen xấu là hầu như các bạn bị mụn đều bị này. Hầu như là các bạn mà da bị mụn đều bị cái thói quen xấu đó là cậy mụn và nặn mụn. Nó sẽ làm cho tình trạng của các bạn nó bị nặng nề hơn. Các bạn nên tìm đến một cái địa chỉ lấy nhân mụn uy tín, chứ đừng có tùy tiện nặn mụn nha. Rồi cái thứ tư đó là luôn mang khẩu trang khi ra đường để bảo vệ da. Cái thứ năm á, là uống nước nhiều để cho da được thanh lọc và căng bóng. Cái thứ sáu là nên hạn chế ăn đồ ngọt và đồ nóng. Cái thứ bảy là nên lưu ý trước khi dùng mỹ phẩm. Thì thường thì sau khi hết mụn á, các bạn sẽ thường tiến qua một cái giai đoạn là muốn da săn chắc khỏe đẹp hơn. Thì các bạn on khuyên các bạn á, là khi mà các bạn đã điều trị bạch hoa hồng thành công rồi thì các bạn nên sử dụng các sản phẩm dưỡng của bạch hoa hồng luôn để các bà da của các bạn nó được an toàn và nó khỏe đẹp. Chứ dùng á, thì dễ nhưng mà điều trị thì rất là khó.
Nên là các bạn hãy nên suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước khi dùng thêm một cái loại mỹ phẩm nào khác để mà dưỡng da nha. Và cái lưu ý cuối cùng đó là các bạn phải luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần thật thoải mái, bởi vì mụn có thể xuất hiện khi các bạn bị stress, nám và tàn nhang có thể xuất hiện khi mà các bạn bị rối loạn nội tiết tố. Vì thế nên các bạn có thể giữ cho mình một cái tinh thần luôn luôn thoải mái, là không những làm cho các da các bạn đẹp mà còn tốt cho sức khỏe của các bạn nữa. Anh hy vọng những chia sẻ trên của anh sẽ giúp ích cho nhiều bạn, để các bạn có thể luôn có được một làn da trắng sáng mịn màng, và đặc biệt là mụn nám không bao giờ quay trở lại. Chúc các bạn sẽ luôn tươi trẻ và hạnh phúc. Hãy liên hệ với anh khi các bạn cần mua sản phẩm hoặc là cần được tư vấn nha. Số điện thoại của anh là 0935 635 076. Các bạn hãy liên hệ với anh nha. Xin chào.